Chào các bạn, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ làm cái ống thụt. Trước khi làm thì chúng ta phải chuẩn bị là một cái đoạn ống rút. Phần này là phần có một cái mắt và cái đầu còn lại sẽ là có lỗ nha. Rồi đây là chìa, và chọn một cái chìa, phần chìa dài hơn. Nhỏ hơn chìa, phần chìa thì có thể là để nhỏ hơn để mà chúng ta có thể lòng chuột đưa vào bên trong được gọn gàng ha. Rồi chúng ta sẽ cắt cái ống ống trúc này làm hai phần, phần cầm thì vừa tay cầm thôi, để cái này là ống phần cầm vừa tay cầm thôi, vậy là mình cầm như vậy, cầm thì mình cắt như đây đây. Cái vừa tay cầm là mình có thể cắt được rồi. Chúng ta cưa ra rồi nha. Vâng. Dùng lực cho mạnh một chút. Wow, chúng ta xong rồi đây. Phần này hơi xấu rồi, để mình chỉnh lại. Trần láng lỗ cậy quá ha, sắp xếp đúng đúng vị trí. Rồi giờ làm chìa thì nó đo nó sẽ độ dài của chìa sẽ thấp hơn cái ống khoảng nửa cm. Nửa cm nè. Ta độ thử cái phần chìa đó. Cái này mình cắt cắt phần này, xong ha. Nó sẽ bỏ cái phần chìa này vô cái phần cầm. Chè chắc chưa? Cái này là chè cho chắc chưa? Nào.
chắc rồi ha, thời gian chắc á, chắc rồi. Chúng ta đo đo xem từ cái phần này lên phần này nó đúng không, được rồi ha, vậy là ok rồi đó. Phần này đó, nếu mà mình sợ nó bị ruột ra thì mình có thể chẻ cái ống này ra để chim vào. Nếu như mình chẻ như đây rồi, chúng ta có thể chim vậy nè. Và dính vậy to quá, nó phải chút rồi. Rồi. Ta cắt những phần thừa. Ok, vậy chúng ta cần làm là chúng ta cần phải có giấy, giấy mình mới bắn được. Đây chúng ta lấy một tờ giấy, mình đi ngâm nước cho tờ giấy nó rồi vắt ráo nước, rồi chúng ta sẽ lấy một cái nhỏ này mình xài, mình vò, mình lấy một cái viên nhỏ sao mà nó vừa với cái lỗ này ha, mình nhét vào cái viên đầu tiên á, thì chúng ta đẩy nhanh lên đó. Rồi chúng ta viên thứ hai ra thắng, không chưa có gì ha, chúng ta hãy nhét cho nó cục to to chứ, để cho khi mà nó được kín hơi thì nó sẽ mới kêu nhiều chưa ha.
bao bọc đi, nén thật chặt vào.